Các loài đôi cánh nhỏ hoài mong ngày trở về tổ ấm. Nhờ mây đưa tin, nhờ giọt mưa đến tìm, hẹn nhau ngày trở về cố hương. Hẹn nhau ngày trở về. Trước hết xin chào anh Vũ Nhuận và xin chào tất cả các thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Hôm nay có được dịp anh Vũ Nhuận mời lên tâm tình với anh Vũ Nhuận và với quý vị. Tôi rất là vui mừng. Tôi sẽ chia sẻ một cái vài điều về đời sống của tôi và những cái gì có thể làm được trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn anh Phú. Và có thể nói một cái câu hỏi xin được đặt ngay với anh Phú trong cái lúc này. Đó là khi mà chúng tôi được biết tin là anh sẽ nhận được một cái huân chương. Dạ, Order of Australia. Nhân cái dịp ngày sinh nhật của nữ hoàng. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên đó là cảm tưởng của anh như thế nào? Lúc mà tôi nhận được cái tin, tôi không thể nào tin được. Khi tôi đọc cái email mà của ông toàn quyền của nước Úc gửi đến, thì thấy không ngờ là mình đang da vàng mũi tẹt mà tự nhiên mà sao nhận được cái huy chương cao quý này. Thật sự rất là vui mừng. Và nhân dịp tôi xin được chia vui cùng anh Nhuận và cũng như là các quý thính giả và cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thưa anh Phú, có thể nói đây là cái niềm vui của cá nhân anh thì đã đành, nhưng mà đây cũng là cái niềm vui nói chung của cộng đồng người Việt và của cộng đồng người Việt tị nạn, nếu mà nói một cách nào đó, vì anh cũng xuất thân là từ một người tị nạn. Thế thì anh có thể vui lòng cho biết là cái việc mà anh đặt chân đến nước Úc này trong cái tư cách là người tị nạn nó như thế nào thưa anh? Dạ, tôi thì cũng, cuộc đời thì cũng là ba chìm bảy nổi lắm. Gia đình thì cũng khó khăn trong thời chiến. Rồi đến cái thời mà đến lúc mà 75 thì càng khổ hơn. Thì đến lúc 18 tuổi tôi bắt đi nghĩa vụ đi đánh biên. Thì thật sự cái đó là không ai muốn đi cả, nhưng mà vì gia đình, vì miếng ăn, vì cái hộ khẩu gia đình tôi phải đồng ý ra đi. Thì nói chung thì cái số phận cũng ông trời cũng an bài, thì cũng may mắn sống sót trở về. Nhưng trở về sau đó, nhưng mà trở về bằng cách không phải là vinh quang, mà tôi trốn đã gọi là đào ngũ về. Sau đó tôi bị đi cải lao động ở trên những cái khu Bù Gia Mập hay là Long Khánh để phá rừng. Thì những ngày đó thì nó có kinh hoàng lắm. Thì sốt rét, đói khát kinh khủng luôn. Rồi gia đình thấy tôi trước sau cũng là có thể bị bỏ xác trong rừng, thì cố gắng cho tôi tìm tiền để cho đi vượt biên. Thì sau những lần thất bại thì cũng thành công được. Thì tôi đến đảo Bidong năm 1980. Và sau đó thì vì không có thân nhân ở Mỹ nên tôi được nhân dịp phái đoàn Úc vô phỏng vấn, thì họ hỏi tôi một câu, nghĩ lại cũng rất là buồn cười. Lúc có vốn liếng tiếng Anh thì không biết gì, thì hỏi anh câu, mày biết nước Úc là cái gì không? Mình đâu có biết gì, mình biết nước Úc có kangaroo thôi. Thì mình nói là nước Úc có kangaroo. Thì họ hỏi cái gì nữa không? Thì mình nói hết rồi. Thì mấy người này họ buồn cười quá, thấy mình sợ khờ quá. Thì họ cho mình được đi định cư. Cũng may mắn đến Úc thì cũng với hai bàn tay trắng, không có gì hết. Rồi từ đó mình cũng nhờ nước Úc cưu mang. Rồi họ cho đi học, rồi cho cái công ăn việc làm. Dạ thưa anh Phú, có một cái chi tiết trong cái tiểu sử của anh, theo chỗ chúng tôi được biết đó, là như bất cứ người Việt tị nạn nào, mà đặc biệt là những người thuyền nhân chân ướt chân ráo đặt chân đến xứ người, thì có thể nói là chúng ta không những là làm một công việc mà còn phải làm hai ba công việc để mà có tiền xoay sở nuôi sống không những mình mà còn nuôi sống trong gia đình của mình, cũng như là qua cái lời kể vừa rồi của anh. Thế thì chúng tôi được biết là một trong những cái nghề nghiệp mà anh cũng làm trong cái thời gian đầu tiên đặt chân đến xứ người đó là bưu điện. Và có một cái chi tiết rất là đặc biệt, đó là khi anh là bưu điện thì ban giám đốc vẫn cho anh được đi học, tức là vừa đi làm vừa đi học.
mà không những anh chỉ học để mà tốt nghiệp cái bằng phổ thông không mà thôi, mà anh còn có cái chí nữa là làm sao phải thi vào trường y khoa. Thế thì anh có thể kể lại một vài cái chi tiết liên quan đến cái giai đoạn có thể nói là khá chật vật này. Dạ, thưa anh Vũ Nhuận, cũng thưa quý vị khán giả, thì nói chung là người Việt tị nạn mình lúc mới đến Úc á, thì có bất cứ việc gì cũng làm á. Thật sự tôi không làm phải là bưu điện. Bưu điện là sau này, lúc đầu tiên tôi làm thợ mài, rồi sau tôi làm thợ sơn 3-4 năm trời, rồi sau đó mới thi vào bưu điện được. Thì làm bưu điện thì so với làm hãng thì nó sướng rất là nhiều, nhưng mà thật sự cũng đôi chút mình sướng quá rồi mình hư, sinh hư. Thì tôi nghĩ làm trong nó chán, lựa thư chán quá, nhiều lúc thôi tôi bây giờ tôi chọc cho họ đuổi đi để mình đi làm việc khác. Nhưng mà cái số phần nó may mắn kinh khủng là khi mà bị tổng giám đốc gọi lên để đuổi á, thì cái câu chuyện nó rất là buồn cười, tình cờ thế này này. Ổng kêu tôi lên, thì ngồi cái trước mặt ổng, tôi có vấn đề gọi là mình bất cần đời. Tôi ngồi giống như là kinh, nhìn cái mặt kinh khỉnh ổng, thì ổng chỉ nói một câu rất là nhẹ nhàng, tôi nhớ hoài, tôi không bao giờ tôi quên được á, là anh á, bằng tuổi của con tôi, thì giờ tôi có thể nói chuyện với anh như người cha nói chuyện với con được không? Thì anh ngồi lại đàng hoàng đi. Từ đó cái tính mà anh hùng, mà tính cao bồi tôi tự nhiên nó mất sạch hết luôn. Tôi ngồi xuống lên nói chuyện, thì cũng kể đời cô lụ ổng. Thì ổng nói là tôi nói ổng tôi muốn đi học lại, tại hồi xưa Việt Nam mới học hết lớp 10 ha, là bắt đầu nửa năm 11 bỏ học rồi. Thì ổng nói mày muốn đi học lại hay không? Thì mình sẵn đó mình dịp nói tôi muốn đi học lại. Thì ổng rất là may mắn, ổng cho tôi một tuần 16 tiếng đi học có lương, rất là cảm ơn ông. Không biết ổng giờ ổng đâu, nhưng mà nhờ ơn của ổng thì tôi vừa lại đi làm full time, tôi làm học full time matriculation. Thì tình cờ cũng không phải là như anh nói là muốn vô y khoa, tôi chỉ lúc tôi chỉ muốn đậu tú tài là mừng lắm rồi. Thành tiếng Anh mình ba chớp ba nhán, mình đâu biết gì đâu. Thì không ngờ từ khi tới lúc mình lấy được cái điểm tú tài ra, thì không ngờ là cái điểm nó, tôi nghĩ là lộn điểm của người ta khác, nhưng mà điểm của mình. Thì may mắn thì đủ điểm vô y khoa, thì tôi chọn con y khoa. Chứ thật sự lúc đó không bao giờ tôi mơ tưởng là tôi được học y khoa, mà chỉ mơ tưởng là được đặt chân vào trường đại học thôi. Thế rồi anh có thể cho quý thính giả biết là cái chỗ là cái vốn anh ngữ, có thể nói là trong cái lúc mà những cái thời gian đầu mình đặt chân đến Úc thì nó rất là còn giới hạn. Thế thì học y khoa chắc là phải vất vả lắm chứ phải không? Dạ, thì nói chung thì rất là rất khó. Lúc đầu mình học, mình nghe trong giảng đường là chữ mất chữ còn, đâu có nghe đâu hiểu gì đâu. Rồi mỗi tối phải vô lại trong thư viện ngồi nghe băng cassette lại suốt đêm tới nửa đêm mới về. Có một câu chuyện mình buồn cười là tôi được ông thầy ông cho học tiếng Anh thêm. Tại vì trong lúc mình nhớ, lúc mình làm trong lông hãng á, thì mình hay xài tiếng Đan Mạch nhiều lắm, chửi thề là giỏi thôi. Thì trong lúc mà trình ca, ổng thì nghe sổ đồng tiếng để tiếng chửi thề, thì ổng hết hồn, mọi người hết hồn. Nhưng mà ổng hiểu, ổng biết mình là dân từ trong hãng đi ra. Thì ổng từ đó mới cho, ổng sắp xếp cho tôi học thêm tiếng Anh buổi trưa, để mình cố gắng mình thay đổi cái cách nói, rồi hiểu, rồi là nghe hơn. Thì từ 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 rồi, ngày qua tháng lại mình cũng cố gắng lắm. Nhiều lúc mình nói chuyện mình không dám nói chuyện với bệnh nhân, tại mình không nói tiếng Anh giỏi, mình nói sao nó cười á. Nhưng mà cũng thành ra những năm đầu học ở đại học rất là khổ, rất là khó khăn, và nhất là vấn đề sinh ngữ nó kinh khủng, rất là khó. Nhưng mà tất cả những cái khó khăn đó anh đều đã có thể vượt qua. Thế thì nếu mà có một cái bạn trẻ nào đi theo dõi ở trong cái chương trình phát thanh mà tôi với anh đang ngồi nói chuyện ở đây, mà bạn trẻ đó muốn đặt một cái câu hỏi, đó là trong cái trường hợp mà gặp khó khăn như vậy đó, thì anh có một cái lời khuyên gì để mà có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại đó hay không? Thì tôi có một vài lần tôi nói chuyện trở lại cho các trường trung học, khuyến khích các em học á, tôi chỉ nói một câu đơn giản là nếu mà tôi làm được, tại sao các anh không làm được? Cái anh chị mà khi gặp chuyện khó khăn á, cứ nghĩ cố gắng là câu của mẹ tôi lúc hay dặn, lúc mẹ còn sống là ráng đi con. Thì cứ nghĩ chuyện đó là từ từ nó có cái đủ cái can đảm, cái tinh thần để mình vượt qua cái gì khó khăn nhất. Thì tôi làm được thì chắc chắn anh sẽ làm được. Rồi thưa anh Phú, có một cái chi tiết trong cái cuộc đời của anh đó. Hiện nay anh đang là một bác sĩ chuyên khoa sản phụ. Thế thì anh có thể vui lòng cho quý khán giả biết là tại sao anh lại chọn cái khoa này không?
Cái này thì cũng tình cờ, để có lúc, tại vì lúc xưa tôi thấy mẹ tôi có 9 người con. Lúc mỗi lần sinh đẻ nó khổ, kinh khủng lắm, rất là khổ. Và mỗi lần mẹ đi sanh, rồi mẹ đi có những cái mang bầu bị khổ suốt đời á, thì 9 đứa con, hết đứa này qua đứa nọ, nhiều khi tôi cảm giác có cái gì mình phải làm để phụ, để giúp người phụ nữ, để cho họ bớt khổ trong những cái lúc mình có thai kỳ hoặc những lúc sanh đẻ. Rồi sau này tôi được may mắn tôi học thêm về hiếm muộn muộn vô sinh, thì tôi có muốn có cơ hội để giúp đỡ những người phụ nữ mà không có khả năng có con. Tôi thấy nhiều gia đình bị đổ vỡ vì người vợ không có thể có con được. Thì tôi luôn nhớ cái hình ảnh ngày xưa, thật sự người cái hình ảnh của mẹ tôi nó đập vào trong cái tâm trí tôi phải làm cái gì để giúp đỡ cho người phụ nữ vậy thôi. Nếu mà chúng tôi không lầm thì anh Phú là bác sĩ người Việt duy nhất đang theo cái môn hiếm muộn vô sinh phải không ạ thưa anh? Chắc có thể vậy, những cái này thì nó thuộc hàng hơi cao hơn chút người tôi. Một phần nữa cũng rất là may mắn anh. Lúc mà ra trường rồi á, thì đi gặp ông thầy về hiếm muộn vô sinh, thời đó nó khó, rất là khó. Thì mình nói chuyện ổng thì ổng lúc đầu cũng nghĩ ngợi, không biết thằng này có được hay không. Nhưng mà hên rồi cuối cùng may mắn ổng cho tôi đi theo cái Sydney IVF là cái trung tâm y khoa hiếm muộn vô sinh lớn nhất ở Úc á. Rồi ổng đào tạo trực tiếp tôi thôi, thì tự nhiên tay ngang tôi cũng đi vô cái ngành này như mọi người khác thôi vậy anh. Và bên cạnh đó cũng còn một cái chi tiết nữa, nếu mà chúng tôi không lầm, đó là bà xã của anh, vợ của anh ấy, là chị Trâm ấy, cũng là một bác sĩ chuyên khoa mà hình như lại là chuyên khoa về xương. Thế thì anh có thể trong một cái giây phút rất là dễ thương này, anh có thể tiết lộ cho quý thính giả là trong cái hoàn cảnh nào mà hai anh chị gặp nhau như vậy? Thì thật sự cái này cũng duyên, người ta gọi là duyên. Anh cứ đổ tội duyên dấu đi nha. Bạn cái này cũng đây, thật sự hồi xưa cũng ế quá, cũng mình cũng đến qua cũng học đi, cũng chạy chùa đi học. Thì tình cờ cái ngày mà tôi lên chùa Phúc Phước Huệ, đó là cái ngày mà khai trương chùa, thì trong tôi thì có phụ trách trong ban y tế của chùa. Thì tình cờ hai gặp nhau, rồi nói chung thì mấy đứa trẻ này hỏi lý do tại sao mà cô chú gặp nhau vậy, thì nói là tại bữa đó cô đi vô chùa cầu kiếm chồng, nhưng mà ông Phật ông thấy ông này, cái cô này cũng năn nỉ hoài, ông bực mình quá, ông quay ra ông thấy từ đấy chú vô bước vô, ông nói thôi lấy đại thằng đó đi mày. Rồi cô quay qua cô thấy chú và cô đớp luôn vậy cơ. Dạ, kính thưa quý vị, có thể nói là trong một vài phút mà chúng tôi tâm sự với nhau, đó là nhân dịp cái ngày vui, một cái tin vui đối với cộng đồng của chúng ta, cũng như là một cái tin vui đối với cá nhân của bác sĩ Hồ Quang Phú, đó là đã được cái huân chương đặc biệt của nước Úc trong cái ngày sinh nhật của nữ hoàng. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc là vì cái thời gian có hạn của cái chương trình phát thanh, thành thử chúng tôi xin được tạm ngưng trong cái buổi nói chuyện ở cái giây phút này. Nhưng mà bên cạnh đó có lẽ đây là một cái câu hỏi cuối cùng. Thế thì có thể nói anh Hồ Quang Phú là một cái trường hợp của một cái người Việt có thể nói là tiêu biểu, đó là đi từ cái chỗ khó khăn và sau này thành đạt và đã chọn được một cái ngành nghề mà có thể giúp đỡ cho cộng đồng rất là thiết thực, đó là trong cái ngành y khoa của mình. Đó là anh có một vài cái tâm tình gì mà anh muốn chia sẻ chung cho cộng đồng người Việt ở tại Úc Châu này, thưa anh Phú? Dạ, cảm ơn Vũ Nhuận. Trước khi chấm dứt chương trình đó, thì cảm ơn anh đã dành cho thời gian để mình nói chuyện tâm tình với nhau, và cũng như cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thì cũng không biết nói gì hơn, tôi chỉ nhắc lại một câu của mẹ tôi hay nói: hãy cho đi con, rồi một ngày nào đó con sẽ được hái được bổng lộc. Thì hãy cho đi con, nhưng mà đừng bao giờ mong nhận lại, hãy cho đi và sẽ tìm được niềm vui trong đó. Thì câu đó của mẹ tôi lúc nào nói vậy thì giống như mình cái hành trang để đời á, mình nếu mình làm được cái gì cho người khác á, thì đương nhiên mình không cần mình được nhận lại, mà mình sẽ rất tìm được rất nhiều niềm vui trong đó. Thì tôi sẽ không biết gì, chỉ nói vậy, câu nhìn mượn lời của mẹ nói thôi. Ngoài chưa còn câu nữa mẹ hay nói là ráng đi con, vậy là ráng đi con là vậy á. Thì cái đó là cái bản tính của người phụ nữ Việt Nam, thì rất là chân tình và thật tình. Nhưng mà thật sự đó là cái câu nói để đời, mà tôi nghĩ cũng là có thể hành trang cho mọi người có thể vượt qua khỏi các khó khăn.
Và khi khó, khi mà vượt khó khăn rồi á, thì nếu có dịp thì tôi chia sẻ là những cái gì may mắn của mình cho người khác. Dạ, cảm ơn Vũ Nhuận. Vâng, tới đây chúng tôi xin được đại diện cho quý thính giả của chương trình phát thanh tiếng nói Việt Nam hải ngoại. Xin được thành thật cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Hồ Quang Phú và chúng tôi hy vọng rằng bác sĩ sẽ tiếp tục coi như là tiến bộ trong cái sự nghiệp của mình và sẽ còn nhiều cơ hội để mà giúp đỡ cho cộng đồng nói chung, không những chỉ là cộng đồng người Việt của chúng ta. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Hồ Quang Phú. Dạ, cảm ơn Vũ Nhuận và cảm ơn quý vị thính giả của đài. Trở về.